Hello, chào mừng tất cả mọi người đến live stream của Hùng. Lâu lắm rồi thì không live stream. Và hôm nay thì Hùng sẽ thực hiện một cái live stream giúp mọi người tư vấn và chọn cho mình một cây vợt phù hợp với trình độ, phù hợp với lối đánh và phù hợp với mức giá mọi người mong muốn. Nếu mọi người đang muốn chọn cho mình một cây vợt phù hợp thì hãy vào xem cái live stream này. Và để bắt đầu live stream này thì chúng ta sẽ chào nhau một chút nha. Chúng ta sẽ chào nhau, tương tác với nhau một chút rồi Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người, cho mọi người những cây vợt phù hợp với mọi người nhất. Và nhân tiện live stream này Hùng cũng xin giới thiệu là bên Hùng vừa mới về rất là nhiều mẫu giày cầu lông Li-Ning chính hãng giảm giá lên đến 50%. Rất nhiều những mẫu giày ngon và tất cả giày bên Hùng thì đều được bảo hành 1 tháng và đều cam kết chất lượng nha. Nếu anh em nào có nhu cầu mua giày thì hãy ngay lập tức nhắn tin cho Hùng để chọn cho mình một mẫu giày ưng ý, bởi vì đợt này đang là chương trình khuyến mãi sâu nhất cho giày cầu lông. Trong cái livestream này thì Hùng sẽ không giới thiệu về giày cầu lông nha, Hùng nói để cho mọi người biết thôi. Anh em nào muốn Hùng tư vấn và gửi mẫu giày thì cứ nhắn tin vào trang này. Còn anh em nào muốn chọn cho mình một cây vợt phù hợp thì hãy xem cái livestream này. Và trước tiên để cho Hùng chào những người xem đầu tiên ạ. Xin chào anh Kim Vân, xin chào anh Nguyễn Thắng ạ, em chào anh Nguyễn Ngọc Anh, xin chào người yêu Phan Thùy Dương, cảm ơn người yêu giúp anh chia sẻ live stream, xin chào anh Phúc Lâm, live stream muộn thế, em cũng tính ra đánh cầu về tắm rửa cơm nước xong thì bây giờ cũng mới live stream được anh ạ. Ở Hà Nội này lịch đánh cầu nó muộn lắm, nhiều khi 10h30 11h vẫn còn ở ngoài sân cơ. Đấy, để cái live stream nó gọi là nó vui vẻ hơn một chút thì Hùng sẽ xin phép làm một cái mini game cho mọi người chơi trong vòng vài phút cho nó vui. Ok, và bây giờ thì Hùng sẽ cho mọi người chơi một cái mini game. Yêu cầu của mini game này rất đơn giản thôi, mọi người giúp Hùng chia sẻ live stream này 3 lần. Một lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai và hai lần lên các nhóm liên quan đến cầu lông, các nhóm chợ cầu lông. Đấy, mọi người 3 lần chia sẻ, mọi người giúp Hùng chia sẻ livestream này để nhiều người biết để chọn mình cho một. Ok, thế Tô Quân hỏi cây Aeronat 5000 hôm nay sẽ giới thiệu cho em một cây vợt còn ưng ý hơn cả Aeronat 5000 nhá. Aeronat 5000 chỉ là giải pháp thay thế cho cây vợt này khi mà cây vợt này không có thôi. Bên Hùng thì thời gian vừa rồi thì có rất là nhiều anh em hỏi Hùng và hỏi Hùng tư vấn cho anh em vợt, và mỗi lần tư vấn thì Hùng lại phải mất khá nhiều thời gian nên bảo thôi làm luôn cái một live stream tư vấn cho anh em chọn vợt. Và trong live stream này thì Hùng xin tổ chức một mini game mà có một món quà nhỏ gửi đến mọi người. Bước đầu tiên là bước chia sẻ, mọi người giúp Hùng chia sẻ 3 lần, một lần lên trang chợ cầu lông, một lần lên trang cá nhân và hai lần lên các nhóm chợ cầu lông. Đấy, chỉ cần 3 lần thôi ạ, 3 cái chia sẻ, không cần chia sẻ nhiều hơn. Nếu ai mà yêu quý Hùng thì có thể chia sẻ nhiều hơn. Món quà hôm nay của chúng ta là một quả bóng tập cổ tay, một dụng cụ giúp cho chúng ta tập luyện cổ tay, cải thiện lực cổ tay rất là hiệu quả, vừa cải thiện lực cổ tay vừa giúp chúng ta tập luyện cho cổ tay dẻo. Và đặc biệt là tác dụng của nó rất là hiệu quả. Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra tầm 10 phút để tập luyện và chúng ta có thể tập bất cứ nơi đâu với một cái bao đựng bóng này, thì chúng ta hoàn toàn có thể mang bóng tập cổ tay của chúng ta đi bất cứ nơi đâu và lúc nào rảnh thì chúng ta tập. Đấy, thì Hùng mở quả bóng ra đây, nó có cái bao đựng đây, rất là an toàn. Bóng bên Hùng thì đã chọn từ rất nhiều các hãng thương hiệu bóng khác nhau và chọn là thương hiệu tốt nhất, cũng như là trong quá trình mà bên Hùng nhập bóng về thì đều phải test và loại bỏ những sản phẩm lỗi và những sản phẩm kém chất lượng và đưa tới tay khách hàng những sản phẩm bóng ưng ý nhất mà Hùng test, Hùng cảm thấy ưng ý nhất. Cái nào Hùng không ưng là Hùng loại nó ra. Đấy, mọi người, và bóng đều được bảo hành 1 tháng, người hoàn toàn yên tâm. Cũng tập cổ tay tập rất là hiệu quả, giá chỉ có 250.000 thôi, ship 30 nữa. Thế thì Hùng khởi động nó lên một chút thôi, bóng khởi động không cần dùng dây cho mọi người. Đây, đây là món quà của chúng ta. Em chào anh Giang Đơn nhá. Đây, đấy, chúng ta tập theo chiều thuận cổ tay để đánh cầu thuận tay hay còn gọi là forehand, tức là những pha cầu thuận tay thì chúng ta sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ hay ngược kim đồng hồ, xoay theo chiều
từ trái sang phải, không biết thay sao thay theo chiều, theo chiều kim đồng hồ từ trái qua phải nha mọi người. Đấy thì tập thuận tay, còn tập trái tay thì quay ngược lại, và kết hợp với việc là chúng ta sẽ vẩy cổ tay lên như này. Lưu ý là khi chúng ta tập thì chúng ta không được trùng cổ tay như này để quay, nó sẽ dẫn đến đau cổ tay nha mọi người, vì lực nó sẽ tác động vào cổ tay. Nếu mà bạn muốn tập cho cổ tay dẻo thì bạn tập lực nó nhẹ thôi thì các bạn trùng cổ tay được, nhưng mà khi tập mạnh lên ấy, lực văng của nó rất là lớn. Nếu mà mọi người mà trùng cái cổ tay này thì lực tác động cổ tay rất nhiều, bởi vậy mà Hùng mới phải tập vẩy như này. Đấy, từ khi tập thực sự là từ khi mà Hùng tập bóng tập cổ tay này, cổ tay Hùng đã cải thiện được rất nhiều, nên là Hùng tự tin là giới thiệu đến mọi người và đặc biệt là sản phẩm bóng bên Hùng rất chọn lọc, rất là kỹ, rất là đáng đồng tiền bát gạo, nên là càng tự tin giới thiệu cho mọi người hơn. Những quả kém chất lượng thì đều được loại bỏ đi hết rồi. Đây là món quà trong mini game của chúng ta. Mọi người đã chia sẻ 3 lần chưa? Một lần lên trang cá nhân và 2 lần lên các nhóm cầu lông. Quả bóng chỉ 250.000, rất là rẻ, còn tặng kèm bao đựng bóng nha mọi người. Ngoài ra thì bên Hùng còn tặng kèm quần cán chống trơn đặc trị mối tay chân tuyệt vời của bên Hùng, 2 chiếc cho mọi người để mọi người có cơ hội trải nghiệm. Quần cán chống trơn bên Hùng rất là thích hợp với anh em mồ hôi tay, chống trơn rất là tốt, và đặc biệt nó rất là rẻ, giá cả rất là hợp lý. Đấy, đấy là món quà của chúng ta. Và bây giờ thì nếu mọi người đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu chơi mini game, để Hùng còn dành thời gian giới thiệu kỹ về những cây vợt cho những ai đang có nhu cầu mua cho mình một, sắm cho mình một cây vợt ưng ý nhất, để có thể cuối năm đánh giải hay là đầu năm mới xuân thì rất là nhiều giải chúng ta có thể có vợt mới để chúng ta làm quen. Xong rồi đầu năm chúng ta đánh giải biết đâu mua vợt bên Hùng may mắn cộng với cả thực lực lại bằng chức vô địch thì sao, lại nhất, lại thừa tiền cây vợt. Rồi và bây giờ thì Hùng sẽ rút ra một tờ tiền, nhưng mọi người nhớ là mọi người phải đảm bảo là chia sẻ đủ 3 lần nhé. Hùng kiểm tra mà không chia sẻ đủ thì cho dù mọi người có trúng thì cũng không được tính đâu nhá. Hùng sẽ rút ra một tờ 500.000, bởi vì những con theo Hùng thì con số 500.000, những con số của tờ 500.000 thì nó rất là khó đoán. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu live stream. Mọi người hãy comment là bóng tập cổ tay kèm một con số có 2 chữ số, kèm một con số có 2 chữ số. Bóng tập cổ tay kèm một con số có 2 chữ số trùng với 2 số cuối của tờ polymer 500.000 này. Chỉ cần thế thôi, tuy nhiên mọi người phải đảm bảo rằng mọi người đã chia sẻ 3 lần giúp Hùng nhá. Thực ra việc chia sẻ này mọi người giúp Hùng giới thiệu để nhiều người được mua giày cũng như là vợt chất lượng mà lại được mức giá khuyến mãi, giá ưu đãi nữa. Vợt bên Hùng trong live stream này cũng đang có mức giá rất là ưu đãi. Dĩ nhiên là Hùng sẽ không công khai giá vợt. Anh em nào quan tâm mua vợt, ok, đã thấy anh Nguyễn Thắng comment là 90, em cảm ơn anh Nguyễn Thắng nha. Anh Nguyễn Thắng đã chia sẻ rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Thắng đã comment con số 90, nhưng rất tiếc là con số 90 thì chưa đúng. Bóng tập cổ tay 22 vẫn chưa đúng ạ. Nếu mà chơi lần đầu mà không ai trúng thì anh Trường Tùng chưa chia sẻ kìa. Ok, anh bóng tập 05 vẫn chưa đúng, anh Võ Thanh Tùng ơi, cảm ơn anh rất nhiều. Bóng tập của tay 69 anh Lê Tuyền vẫn chưa đúng anh ơi. Bóng tập của tay 79 chưa đúng ạ. Nếu mà lần đầu mọi người comment xong thì mọi người hãy comment là đã xong nhá. Mọi người comment là đã xong thì Hùng biết là mọi người đã comment xong con số của mình rồi. 99 vẫn chưa đúng ạ. Hùng đang bị ốm ho một chút, mọi người thông cảm nhá. Bóng tập của tay 20 vẫn chưa đúng ạ. Thể lệ chỉ cần nó là chia sẻ cái live stream này 3 lần, một lần lên trang cá nhân và 2 lần lên các nhóm chợ cầu lông. Thế thôi ạ. Và comment cú pháp là bóng tập cổ tay kèm con số có 2 chữ số trùng với tờ polymer 500.000 này thì mọi người sẽ trúng, người đầu tiên comment đúng sẽ trúng nha, Hùng sẽ gọi tên luôn. Bóng tập cổ tay 64 vẫn chưa đúng. Anh Hùng Bùi comment bóng tập 37 vẫn chưa đúng ạ. Cảm ơn anh Xuân Từ Lý. Nếu mà lần này không có ai trúng, lần chơi đầu không có ai trúng, cảm ơn anh Thanh Hải, thì Hùng sẽ tổ chức cho mọi người chơi thêm lần thứ hai, và lần thứ hai sẽ cho mọi người đoán mỗi người 2 số nữa.
Thế em cho mọi người đoán mỗi người hai số, nên mọi người hy vọng là lần này chưa có ai trúng đi, để mọi người lại được đoán thêm hai lần nữa. Hùng muốn đẩy nhanh tốc độ một chút để còn giới thiệu vượt với mọi người món quà nho nhỏ lâu ngày không live stream, không tương tác với mọi người. Anh Lê Mạnh Hiệp chưa chia sẻ anh ơi. Cho dù comment đúng cũng không được tính nhá. Anh Hùng Bùi, món tập cổ tay 51 chưa đúng anh ơi. Ai đã comment xong thì comment là đã xong nhá. Món tập 84 chưa đúng ạ. Món tập 56 vẫn chưa đúng. 82 ạ. Mọi người comment nhanh nhá. Nếu mà chưa trúng thì Hùng sẽ món tập cổ tay 37. Bóng tập cổ tay anh Xuân Lý Tư comment 84 thì chưa đúng cú pháp, phải comment là bóng tập cổ tay. Ok, không vào hai nhóm nhưng mạnh dọn đoán 33 không đúng nhá. Bóng tập 28 không đúng, 62 không đúng, anh Hùng Bùi. Anh Hùng Bùi đoán lại không đúng rồi nhá. Xong, cảm ơn anh Phúc Lâm. Mình đang bị đau họng quá nên mình mới phải quàng can khăn như này mọi người. Bóng tập giá 250 và ship 30.000 thôi nha mọi người. Không free ship được bởi vì bóng tập trong cái quá trình mà Hùng nhập về ấy, thì sẽ phải test và loại đi một số lượng tương đối. Nên là việc cùng bóng giữ, bán bóng giữ ở mức giá như thế với những sản phẩm chất lượng thì thực sự là lãi nó không đáng bao nhiêu cả. Chẳng qua nhiều anh em hỏi quá Hùng mới bán lại thôi, chứ ngày xưa Hùng đã nghỉ bán bóng tập rồi mà. Ok, và Hùng xin phép là có vẻ lần đầu vẫn chưa đúng rồi. Thì Hùng xin phép gợi ý đó là con số của chúng ta nó sẽ lớn hơn 50 nha mọi người. Và tiếp theo nữa là mọi người được quyền comment hai số nha. Mọi người comment bóng tập kèm hai con số cách nhau ra là được, không cần comment hai lần mà comment một comment thôi và kèm theo hai con số cho mọi người chơi lần hai. Vẫn chưa có ai trúng nữa. Thì nhìn lại xem. Mình chưa có ai trúng đâu. Ok mọi người, cho mọi người comment thêm hai lần nữa nhá. Comment quá thì sẽ không được tính nhá. Mỗi người một lần lúc nãy rồi và bây giờ chúng ta chỉ còn hai lần nữa. Không phải comment hai lần mà comment luôn một cái comment bóng tập cổ tay kèm hai con số luôn. Hai comment đúng trước thì được. Em gợi ý là bóng tập con số là lớn hơn 50 rồi mà anh đang được, với cả anh cũng chưa chia sẻ nhá. Tập 57 anh Nguyễn Cường chưa chia sẻ nha, không được tính nha. Bóng tập 62, 71, ok anh Dương Bình Quân đã chia sẻ. Rất tiếc là hai con số này sai mất rồi. 87, 52 chưa đúng anh Vũ Khánh ơi, rất tiếc ạ. Bóng tập 52, 54 chưa đúng rồi anh Hùng Bùi ơi. Hẹn bạn may mắn lần sau rồi anh. Em nghĩ là với việc comment hai con số này thì sẽ có người trúng thôi. Đây là lần comment thứ 3 rồi ạ. Anh Trương Đức Khánh chấm 5960. Anh cùng Bùi comment nhiều thế anh ơi. Được một lần thôi. Sáu hai sáu ba không được tính nha anh Hùng Bùi, không được tính nữa nha anh Hùng Bùi, không được tính nữa vì comment quá nhiều lần rồi. Còn ai nữa không ạ? Còn ai comment nhanh nào? Cảm ơn anh Hùng Bùi đã nhiệt tình comment nha, nhưng mà rất tiếc là anh comment nhiều quá và hết suất rồi. Còn ai nữa không ạ? Còn ai chưa comment thì comment nhanh nha. Một vài phút nữa thì Hùng sẽ kết thúc thôi ạ. Số 263. Anh Jack Trần comment chưa chia sẻ cũng như là comment sai cú pháp. 7997 chưa đúng, anh có ăn học cũng chưa chia sẻ nha. Anh Hùng Phong cũng chưa chia sẻ nên không được tính nha. Anh Trương Nhật Anh cũng chưa chia sẻ ở chế độ công khai, em không biết là ấy, nhưng mà nó sẽ hiện lên, ai chia sẻ nó sẽ hiện lên là đã chia sẻ. Nên là mọi người
Mọi người chia sẻ đi rồi vào chơi mini game. Chứ còn không chia sẻ thì cũng không được tính đâu ạ. Anh Nguyễn Ngọc Anh cũng chưa chia sẻ nha. Hoặc là chia sẻ. Chỉ cần comment con số đúng có hai chữ số trùng với rất là nhiều người không chia sẻ nha. Khó hơn đánh đề gì anh, đánh đề đánh được có được comment 3 lần là chúng ta được chơi 3 con đề rồi ạ. Cái này nó thuộc về phần may mắn thôi ạ. Ai chưa chia sẻ thì chia sẻ đi rồi chơi nha. Ok, xin chúc mừng anh Bằng Nguyễn đã giành quả bóng tập cổ tay nhá. Xin chúc mừng anh Bằng Nguyễn. Anh Bằng Nguyễn nhắn tin vào page cho em nhá. Con số may mắn của ngày hôm nay là con số 89 ạ. Anh Bằng Nguyễn cũng đã chia sẻ rồi. Nên là chắc là chia sẻ đủ 3 rồi. Hiện người chia sẻ rồi. Mini game kết thúc ở đây ạ. Con số của chúng ta hôm nay là con số 89 nhá. 89. Xin chúc mừng anh Nguyễn Bằng. Cảm ơn mọi người đã tham gia mini game cùng chơi một chút cho nó không khí thôi. Rất mong rằng mọi người yêu quý Hùng thì giúp Hùng chia sẻ live stream. Bởi vì sau đây thì Hùng sẽ giới thiệu cho mọi người để lựa chọn cho mình một cây vợt phù hợp nhất. Phù hợp với lối đánh, phù hợp với trình độ, phù hợp với mức giá mọi người mong muốn. Bên Hùng thì vừa mới về bên hãng, một chính xác là bên hãng vừa mới về rất nhiều mã vợt mới. Và ở đây thì Hùng có chọn được 8 mã vợt. Cho lối đánh công thủ toàn diện này, lối đánh tấn công và lối đánh lối đánh nhanh, đánh tốc độ. Đấy. Em chào anh Lê Văn nhá. Xin giới thiệu mọi người anh Lê Văn trước kia là huấn luyện viên bên đội Shibuya bên Shibuya Hà Nội, nhưng hiện tại thì hình như là anh đã nghỉ rồi. Anh Văn đang đầu quân cho thương hiệu Bubadu thì phải. Em chào anh Lê Văn nhá. Thấy anh Lê Văn có nhiều bài dạy học sinh, dạy đánh cầu hay lắm. Mà mọi người nếu ở Hà Nội muốn cho con mình học cầu lông thì có thể liên hệ anh Lê Văn. Và bây giờ thì Hùng có 8 cái vợt muốn giới thiệu đến mọi người. Và đây là những cái vợt mà Hùng chọn lọc theo 3 lối đánh. Đó là lối đánh công thủ toàn diện, lối đánh tốc độ và lối đánh thiên về tấn công. Và bây giờ thì Hùng sẽ lần lượt giới thiệu mọi người từ rẻ đến đắt nhá. Theo lối đánh đi cho nó dễ. Ok, trước tiên cây vợt đầu tiên là cây vợt rẻ nhất, đây là cây vợt cầu lông Lightning 3D Calibre 001. Thì xin giới thiệu đến mọi người, Lightning nó có 3 dòng vợt chính và nổi tiếng nhất, đó là dòng 3D Calibre, dòng Turbo Chegging và dòng Aeronat. Thì gần đây nó ra thêm dòng mới nữa, đó là dòng Tectonic. Tổng Lightning nó có 4 dòng vượt chính nhá, 4 dòng vượt nổi bật nhất ấy, và đáng tiền nhất. Thì còn 3D Calibre này, 001 này, nó thuộc dòng vượt 3D Calibre. 3D Calibre là dòng vượt tấn công. Cứ nói đến 3D Calibre thì chúng ta sẽ nhắc đến tấn công. Nói đến Aeronat thì chúng ta sẽ nói đến khả năng kiểm soát và điều khiển vợt. Và nói đến Turbo Chegging thì chúng ta sẽ nói đến dòng vợt tốc độ, đánh cầu nhanh. Và đây là cây vợt dòng 3D Calibre. Và đây là dòng vợt hiện tại bên Hùng có dòng cây vợt này có mức giá là 1,1 triệu. Và hiện tại thì bên Hùng cũng đang có mức giá ưu đãi cho anh em là mức giá dưới 1 triệu. Và mức giá cụ thể thì mọi người nhắn tin thì Hùng báo chính xác nhá. Đấy, thì cây vợt này là cây vợt dành cho beginner, tức là dành cho những người mới chơi hoặc những người ở trình độ trung bình. Cây vợt này có khối lượng là 82g, là một cây vợt 4U tương đối nhẹ, phù hợp với lực tay của những người mới chơi hoặc những người ở trình độ trung bình, chơi cầu đâu đó khoảng 1-2 năm đổ lại. Theo ông thì chơi mức căng từ 10 cân... 8 đổ lại, 10 cân rưỡi, 10 cân 8 đổ lại. Đấy, lực tay thì tầm đó. Điểm cân bằng của cây vợt này là 305. Cây vợt này hơi nặng đầu. Sẽ là một cây vợt hơi thiên về tấn công. Thiên về tấn công, hơi thiên về tấn công thôi nhé. Nếu mà xét một cách toàn diện thì đây vẫn là cây vợt. Nếu xét thực sự toàn diện và thực tế nhé, bởi vì Hùng cũng đã được chơi và bán cây vợt này trước kia có cũng rất là chạy.
Thì đây là một cây vợt theo lối đánh khá là toàn diện, nhưng mà nó sẽ hơi thiên một chút về tấn công, một cây vợt tương đối là nhẹ. Cây vợt này hơi cứng một chút nhưng cũng không sao, bởi vì hãng Li-Ning thiết kế cây vợt này là để cho những người mới chơi mà, nên là về độ cứng thì chúng ta không cần lo lắm. Mức giá rất là phù hợp và tầm giá đấy của Li-Ning thì Hùng chọn ra cây vợt này, Hùng theo Hùng là ưng ý nhất về cả thông số cũng như là về nó phù hợp với trình độ nào. Đấy, đấy là cây 001. Tiếp theo nữa thì Hùng sẽ giới thiệu đến cây vợt. Cây này giá bán lẻ là 1 triệu rưỡi, thì bên Hùng cũng đang có mức giá ưu đãi tốt hơn. Đây là cây Winston 74. Nó dòng Winston, nó là dòng nằm ngoài 4 dòng lúc ban đầu Hùng nói. Dòng Winston chính là những dòng vợt nhẹ, dòng vợt siêu nhẹ của Li-Ning. Cây vợt này phù hợp với các bạn cũng là mới chơi, trình độ mới chơi hoặc trình độ trung bình. Đặc biệt là phù hợp với các bạn nữ, bởi vì đây là một cây vợt rất là nhẹ, cây vợt 5 u mọi người ạ. Cây vợt 6 u cơ. Nó có 74 gram thôi, đây là một cây vợt rất là nhẹ. Nó giúp cho chúng ta đánh cầu rất linh hoạt, đặc biệt là các bạn nữ mà cổ tay yếu. Thực ra các bạn nữ thích đánh vợt nhẹ, cổ tay yếu hay trung bình thì chơi cây này đều rất là ok. Cây vợt này nó có một đặc điểm, nó rất là nhẹ và thân của nó hơi dẻo, nên là cái việc chúng ta cổ tay chúng ta không khỏe lắm thì nó sẽ giúp chúng ta trợ lực rất là nhiều. Độ cứng của cây này nó chỉ là 2 trên 5 thôi, một cây vợt dẻo. Nhưng mà điểm cân bằng của cây này lên đến 310. Tức là đây là một cây vợt nhẹ nhưng mà đầu nó cũng khá là đầm, nên là các bạn nữ chơi vừa linh hoạt mà nó lại đập cầu cũng khá là ăn thua. Hoặc là anh em nào trình độ mới chơi, trình độ trung bình, trình độ beginner, những người mới thì chơi cây vợt, thích vợt nhẹ thì chơi cây vợt này. Winston 74. Winston là dòng vợt siêu nhẹ của Li-Ning. Cây này có 74 gram đấy ạ. Đây là một cây vợt 6U. Nhưng mà cây này tuy là một cây vợt 6U nhưng nó chịu cân rất là cao. Nó lên đến hơn 12 cân. Nên là thoải mái cho mọi người căng, chịu lực căng rất là cao. Tất cả những cây vợt ở đây thì chúng ta không cần phải lo về lực căng nhé, nó chịu đều, tất cả những cây vợt đều chịu lực căng rất là cao. Đó, cây vợt này thì giá bán lẻ 1,5 triệu, bên Hùng cũng đang có giá ưu đãi rất phù hợp với các bạn nữ. Và lần trước Hùng nhớ là có cây vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh cũng đã có giới thiệu qua về cây vợt này. Cây vợt này rất thích hợp cho nữ nha. Đầu điểm cân bằng là 310, một cây vợt khá là đầm đầu. Công thủ cũng tương đối là toàn diện. Dĩ nhiên nó sẽ là một cây vợt thiên về tấn công, nhưng mà vì cái khối lượng của nó nhẹ nên là chúng ta đánh sẽ rất là linh hoạt và rất là dễ. Đấy, các bạn nữ ưu tiên, các bạn nữ hoặc là những anh em nào mà mới chơi hoặc trình độ trung bình. Tiếp theo nữa là ông sẽ giới thiệu đến mọi người một cây vợt dòng Aeronat. Như ông nói, dòng Aeronat chính là dòng về kiểm soát và điều khiển mặt vợt, thì đây là một cây vợt như thế. Đây là cây vợt Aeronat 4000, phù hợp với trình độ trung bình và khá, trình độ trung bình khá. Cây vợt này cũng hơi dẻo nên là nó cũng sẽ giúp cho chúng ta đánh nó rất là nhẹ nhàng, nó trợ lực cho tay của chúng ta, không cần cổ tay khỏe cũng có thể đánh được. Cây vợt này cũng chỉ có 4 u thôi, 83 gram nha mọi người, 4 u thôi ạ, 83 gram. Và đây là một cây vợt có điểm cân bằng là 305, cũng gọi là cây vợt hơi nặng đầu. Hùng đang đánh cây này nên Hùng biết cây vợt này hơi nặng đầu. Cái đũa vợt nó sẽ ngắn hơn những cây vợt khác một chút, nó rơi khoảng nửa phân, gần một phân. Thì cái việc nó thiết kế ngắn như thế và cái khối lượng 4U cũng như là đây là dòng Aeronat, thì cây vợt này rất thích hợp cho các bạn đứng ở trên lưới. Nhưng các bạn thích đánh đánh ở vị trí trên lưới, trình độ trung bình khá, thích đánh lưới thì đây là cây vợt rất tuyệt vời. Cây vợt này cái đũa nó hơi ngắn hơn, khi mà chúng ta đánh sau thì cảm giác nó sẽ hơi bị thiếu lực hơn so với những cây vợt cái đũa dài hơn. Nhưng mà ngược lại thì nó giúp chúng ta có khả năng kiểm soát trên lưới rất là tốt, và đặc biệt là những cái quả đánh vòng qua đầu hay những, nói chung là tất cả những đường cầu ở trên lưới thì chúng ta đánh kiểm soát đường cầu nó sẽ rất là chuẩn và cũng như là tốc độ khá là nhanh. Dòng Aeronat thì nó có một cái công nghệ đặc thù của nó là công nghệ Airstream.
công nghệ khe gió ở đây, nó có thiết kế hai khe gió hai bên, một cái bên này, một cái bên này, mọi người có thể nhìn thấy đấy ạ. Đấy, thì đây là công nghệ giảm thiểu sức cản không khí giúp cho chúng ta vung vợt với tốc độ nhanh hơn. Vung vợt với tốc độ nhanh hơn giúp chúng ta đánh cảm giác nó không bớt đuối tay hơn và nó cảm giác nó nhanh nhẹn hơn, linh hoạt hơn đấy. Cây vợt này theo Hùng thì nó rất thích hợp cho những ai thích đứng lưới, ai chuyên đứng lưới nhỉ. Aeronaut 4000. Hùng đang chơi cây này, đánh lưới rất là thích. Nhưng đứng sau thì sẽ cảm giác hơi đuối nhỉ, bởi vì đũa nó hơi ngắn mà. Đầu nó cũng sẽ, con này đầu cũng hơi đầm, đập thì cũng được nhưng mà cảm giác đánh như sau, cái lực văng của nó, lực cánh tay đòn của nó sẽ yếu hơn vì cái đũa nó chỉ cần ngắn, nó ngắn hơn con khác một tí đó. Nó sẽ cho mọi người xem luôn. Như so 4000C nó cùng dòng Aeronaut thì Hùng soi cho nó dễ. Đây, đây là cây Aeronaut 4000C và cây Aeronaut 4000. Thì 4000C là vừa tấn công nên đũa nó dài hơn này, người thấy không? Chỉ một chút này thôi, gần một phân, hơn nửa phân hoặc tầm một phân. Đấy, chỉ một chút đây nhá, so sánh nó ngang bằng nhau nhá. Đấy, chỉ một chút chiều dài này thôi nhưng mà nó cũng sẽ có sự khác biệt đấy ạ. Đứng lưới nha mọi người. Ok, đó là cây 4000, mình đã giới thiệu xong. Tiếp theo, vừa giới thiệu cây Aeronaut 4000 thì Hùng sẽ giới thiệu mọi người cây Aeronaut 4000C luôn. Aeronaut thì vẫn là dòng vượt kiểm soát và điều khiển. Nhưng cái C, cái chữ C ở sau đó chính là chữ Combat, viết tắt rằng đây là một cái vượt tấn công. Đấy, bạn nào thích đánh kiểu tấn công nhưng mà kèm theo cái khả năng kiểm soát cầu tốt thì đánh cây Aeronaut 4000C này. Và cây 4000C này bản thân Hùng đánh giá con 4000C này còn hơn riêng bản thân Hùng nhá. Hùng thích cây 4000C này hơn cây 5000, hơn cây 6000, hơn cây 6000D. Cây 6000D thì Hùng cảm thấy là đánh nó cũng kiểu hơi thiếu lực bởi vì dòng D đũa nó cũng ngắn, cũng là dòng bắt lưới, cắt ngang bắt lưới. Nên là cảm giác đánh thiếu lực, hơi thiếu lực. Con 6000 thì đầu nó lại hơi nhẹ. Đấy, con này thì Hùng thấy là công rất là tốt và thủ thiết các thứ, tất cả thứ đều ok. Nếu mà nói thật là trong cây là Aeronaut 4000 này, 4000C này, 4000B này, 5000 này, 6000 và 6000D, Hùng thích cây 4000C nhất. Bởi vì thực tế tất cả những cái vật đấy Hùng đã đều được trải nghiệm, Hùng đều được đánh rồi cơ. Cây 5000 ngày trước Hùng chơi, 4000 Hùng chơi, 6000D Hùng chơi Hùng bán đi rồi. Cây 6000 thì Hùng cũng mượn khách Hùng đánh thử, cũng nghe cảm nhận của khách nhiều. Bạn nào thích đánh công kết hợp với, kể ra nó thiên về tấn công nhưng mà về khả năng kiểm soát và thủ cầu hay độ linh hoạt, Hùng thấy nó tương đối là tốt. Con này giá bán lẻ là 1750, bên Hùng cũng đang có giá ưu đãi. Nếu mà mọi người muốn nhận báo giá chính xác thì mọi người nhắn tin vào trong trang nhé. Ngày trước ấy, cái 4000C là Hùng đang định lấy chơi, xong rồi thấy khách review cây 6000D hay, thì là quyết định là lấy 6000D đánh. Nhưng mà cuối cùng đánh 6000D không hợp, thấy nó cảm giác đập hơi yếu, 6000D đập hơi yếu, đánh sau nó hơi vất cảm giác. Thế nó đánh ngang hoặc đánh lưới thì hay, thế là cũng bán cây 6000D đi rồi. Nhưng mà vẫn chưa lấy cây 4000C này ấy. Nhưng mà 4000C này khách đánh giá rất là tốt. 4000C là một cây vợt tấn công rất là đáng tiền đấy mọi người. Rất là thích cây vợt này. Sớm muộn thì Hùng cũng sẽ sắm nó. Trải qua đợt này hơi nhiều vợt, cây nào gãy đi là mình lấy cây này đánh luôn đấy. Thông số cây vợt này thì độ cứng của nó là độ cứng trung bình. Nó cũng giúp chúng ta trợ lực. Cái này dành cho trình độ trung bình khá nhé. Hoặc là tay tốt tốt một tí đều ok. Cây vợt này thì 85g. Nó nằm giữa, có thể nó là vượt 3U hoặc nói nó nằm giữa 3U và 4U. Thực tế là nó không nặng như các cây vượt 3U mà mọi người hình dung đâu ạ.
Cái vợt này là cái vợt nằm có thể nói là cái khối lượng 85 g này nó lưng lửng giữa 4U và 3U. Nó giao thoa giữa 4U và 3U đấy ạ. Thì cái này bạn nào chơi trình độ trung bình là cũng có thể chơi được rồi. Điểm cân bằng là 308, đây là một cái vợt khá nặng đầu và tấn công. Chính xác là đây là một cái vợt tấn công. Combat mà, tấn công. Nhưng mà về cái việc chúng ta thủ hay là cái độ linh hoạt cũng tương đối là tốt. Đây, vẫn là công nghệ cản gió Airstream nhá. Đây là một cái vợt Hùng rất thích nên Hùng nói nó hơi nhiều. Ok, vừa rồi là một cây vợt tấn công. Và tiếp theo đây thì Hùng cũng giới thiệu luôn mọi người một cây vợt tấn công. Như Hùng nói rồi đây, 3D Calibre, đây là một cây vợt dưới mức giá 1 triệu rưỡi. Đang được bán mức giá 1 triệu rưỡi, bên Hùng có giá tốt hơn. Đang có giá ưu đãi cho mọi người. Cây vợt 300C, cây vợt tấn công mẫu mực dưới 1 triệu rưỡi của Li-Ning thì từ vừa tấn công không con nào qua được con này. Con này bán rất là chạy. 3D Calibre 300C. Calibre là dòng tấn công và chữ C nữa. Nó cũng là combat, cũng là tấn công. Thì đây chính là một cây vợt thiên hẳn về tấn công. Aeronaut kia thì nó vừa tấn công vừa kiểm soát. Nhưng con này thì nó dòng riêng mà Calibre mà lại có thêm chữ đuôi C nữa. Thì đây chính xác là một cây vợt thiên hẳn về tấn công luôn. Combat 300C màu xanh chuối. Đây là một cây vợt cũng 85 g, nó giao thoa giữa 3U và 4U. Điểm cân bằng là 302. Đầu con này nhẹ hơn, nhẹ hơn con đầu con này thì nhẹ hơn đầu con 4000C. Tuy nhiên đây dòng vợt tấn công thì những cái thiết kế của nó sẽ giúp tối đa cho khả năng tấn công. Cây vợt dòng vợt này nó thiết kế khung như này, nó giúp khả năng tấn công tốt hơn dòng Aeronaut. Nó được thiết kế vát cạnh từ trên này xuống, vát từ đây xuống và cả hai bên luôn. Nó tạo thành giống như kiểu một hình thang, mặt cắt ngang nó sẽ tạo thành một hình thang. Nó vát cạnh lên cho mọi người, vát bên này, vát mặt trong này nữa, nó kéo lên trên này. Những cây vợt càng cao cấp thì thường nó còn vát cả lên trên này nhá, những cây vợt cao cấp hơn ấy. Đấy, thì đây là một cây vợt thiên về tấn công, đập 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 và đập. Anh em nào thích đập cầu, lối đánh gọi là về sức mạnh, đánh hủy diệt, lối đánh đập đập và đập, đập liên tục, đập bền, đánh cây này đập khá là uy lực. 300C dưới 1 triệu rưỡi thì đây là lựa chọn tốt nhất của vợt tấn công của Li-Ning. Đều là những cây vợt hôm nay Hùng cũng đều là chọn lọc cho mọi người nhá. 300C. Ok, và tiếp theo nữa, một cây vợt cũng dòng 3D Calibre, nhưng đây sẽ là một cây vợt công thủ toàn diện. Xin giới thiệu mọi người cây vợt Li-Ning 3D Calibre 200. Mẫu vợt mà Hùng cứ hóng nó về thôi. Dòng cây vợt công thủ toàn diện dưới 1 triệu rưỡi của Li-Ning thì cây này cũng là cây Hùng đánh giá cao nhất. Dưới 1 triệu rưỡi của Li-Ning thì có hai cây, đó là 3D Calibre 200 và cây 3D Calibre 300B. Thì hai cây vợt này Hùng lại đánh giá Hùng thích cái cây vợt 3200 hơn, vì trước Hùng chơi cây vợt 300B một thời gian Hùng cũng bán đi rồi. Cây vợt đấy thì cái độ ổn định của nó, độ chính xác đường cầu khi mà chúng ta muốn đánh theo ý ấy, thì nó không bằng cây 200. Cây 200 này đánh đường cầu nó chuẩn hơn. Nên là lựa chọn giữa cây 3D Calibre 300B và 200 để gửi đến mọi người thì Hùng đã không lựa chọn cây 300B, mà Hùng lựa chọn cây 200. Trừ trường hợp là cây 200 hết thì Hùng sẽ nhập cây 300B cho mọi người. Đây cũng là cây vợt công thủ toàn diện đáng giá nhất của Li-Ning trong tầm giá dưới 1 triệu rưỡi. Chúng ta sẽ đọc một chút về thông số. Đây là một cây vợt 4U, 83 g thôi ạ. Thì anh em chỉ cần trình độ trung bình, thậm chí là beginner, những người mới chơi trình độ trung bình hoặc khá đều chơi được cây này. Cây vợt này cũng là một cây vợt được khách mua hàng đánh giá rất là tốt. Khách nào cũng đánh giá rất là tốt, Hùng chưa thấy một ai chê. Nên bởi vậy đó cũng là lý do mà Hùng đánh giá nó cao hơn cây 300B. Về độ cứng, cây vợt này hơi dẻo nên nó sẽ trợ lực tay chúng ta rất nhiều, phù hợp cho anh em nào trình độ beginner, trình độ mới chơi và trình độ trung bình khá. Còn bạn nào tay mà tốt tốt một chút thì nên đánh vợt cứng hơn thì nó sẽ chuẩn cầu hơn.
Mọi người lưu ý là ai tay khỏe thì sẽ yêu thích đánh vượt cứng và nên đánh vượt cứng. Tay khỏe thì nên đánh vượt cứng thì độ chính xác cầu sẽ tốt. Giá chuẩn, mọi người muốn biết giá chuẩn của cây vợt này thì mọi người nhắn tin để Hùng gửi báo giá chính xác nhá. Vì để giá ưu đãi nên Hùng không muốn công khai. Hùng không muốn công khai. Để giá ưu đãi cho mọi người không muốn công khai. Và tất cả vợt bên Hùng thì đều là hàng chính hãng, đều là hàng nhập khẩu bản quốc tế và được bảo hành 2 tháng nhé mọi người. Đấy, đều có phiếu bảo hành đây. Và đều có ghi sẵn mã của Bộ Công an, tem chống hàng giả và có tem của Bộ Công an đây. Tem chống hàng giả đây. Đấy. Có dấu công ty đây, công ty nhập khẩu phân phối chính thức tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hải Long, chuyên phân phối Li Ninh. Đấy, và cây vợt này có điểm cân bằng là 296 cộng trừ 4. Thì chính xác đây, nó là cây vợt cân bằng công thủ toàn diện rồi. Anh em nào mà có khả năng gọi là kỹ thuật tốt, đánh cầu theo lối toàn diện cả công cả thủ thì nên chọn dòng vượt công thủ toàn diện. Anh em nào thiên về tấn công và thích đập, lối đánh chủ yếu là đập thì nên chọn dòng vượt tấn công. Còn dòng vượt thủ thì ít người mua lắm. Vượt thủ gần như người ta cũng không thiết kế mấy, bởi vì vượt thủ thì khi mà đánh thủ thì làm sao mà thắng được đối thủ. Đánh thủ chỉ có gọi là mình yếu thì mình đứng lưới hoặc là mình thủ thôi, chứ còn đánh thủ thì không đập được, vượt nhẹ đầu không đập được, không đánh được, nên vượt đầu nhẹ thì gần như là hãng Li Ninh cũng không sản xuất mấy. Ba đề caliber 200 mọi người, công thủ toàn diện, đập tấn công cũng tốt mà thủ cũng sướng, khá là linh hoạt. 200 này, con 200 này là con công thủ toàn diện cũng đáng tiền nhất, đều bởi vì Hùng chọn lọc hết mà mọi người. Và tiếp theo là hai cây vợt cao cấp nhất của chúng ta ngày hôm nay. Hai cây vợt có mức giá nói chung là Hùng bán thì cũng khá là rẻ thôi. Việt Nam nhập khẩu về bán mức giá cũng rất là rẻ, nhưng bên Trung Quốc thì những cây vợt này lên đến 5-6 triệu một cây. Nhưng mà Hùng bán nó chỉ quanh quanh tầm giá 2 triệu thôi. Bên Trung Quốc cây này đắt kinh khủng luôn. Hai cây vợt này đều là hai cây vợt những công nghệ mới nhất và mới ra 2020 này nhá. Thì đầu tiên Hùng sẽ giới thiệu với mọi người cây Turbo 80 này. Turbo Cheging 80. Turbo Cheging 80 hiện tại đang là cây vợt cao cấp nhất của dòng Turbo, đời cao nhất của dòng Turbo. Đó là con số 80, vẫn chưa có Turbo 90 ra nha mọi người. Số 7, số 8, số 9 nó đại diện, cứ những cây vợt nào có số 7, số 8, số 9 là nó đại diện cho những cây vợt cao cấp và được các vận động viên hàng đầu thế giới sử dụng. Và đít của cây vợt nó sẽ có màu đen. Những cây vợt tầm giá thấp hơn thì nó sẽ có đít màu đỏ như này nha mọi người. Cao cấp thì nó sẽ màu đen như này. Ngoài ra thì nó có những cây vợt tầm giá rẻ nhất thì nó sẽ đít màu bạc bạc ấy. Nhưng mà ở trong những cây vợt này thì không có cây vợt nào tầm giá rẻ. Đấy, Turbo 80, Turbo Cheging 80. Như Hùng nói từ đầu rồi, Turbo Cheging là dòng vợt thiên về tốc độ, nhanh nhanh và nhanh. Bởi vậy đây là một cây vợt nhanh. Cây vợt này với những dòng cao cấp thì mọi người lưu ý là khả năng cái đường, gọi là những dòng cao cấp thì nó yêu cầu người chơi có trình độ khá trở lên. Những người trình độ khá thì nên chơi, bởi vì những cây vợt đó nó sẽ cứng hơn những cây vợt khác và nó ít trợ lực hơn. Tuy nhiên thì độ chính xác cầu và độ chống rung của nó rất là cao. Có nghĩa là mọi người đánh cầu thì nó sẽ rất là chuẩn đường cầu, nhưng yêu cầu cổ tay mọi người phải tốt một chút, ở mức khá thì nó mới phát huy được cây vợt. Còn nếu mọi người cổ tay yếu mà chơi những cây vợt cao cấp mà thân hơi cứng thì mọi người sẽ đánh cảm giác nó sẽ bị đuối sức. Đuối sức. Giới thiệu cây Turbo Cheging 80. Trước tiên là về thiết kế của dòng Turbo Cheging, nó được vát cạnh rất là sắc. Mọi người có thể nhìn thấy nó vát chữ V ở phía trong. Và với những cây dòng cao cấp như này, nó vát hết từ dưới này lên trên này, vát hết sạch luôn. Đấy thì nó sẽ rất là nhanh, nó giảm thiểu lực cản của không khí, nó lướt đi trong không khí rất là nhanh. Cây vợt này cũng là một cây vợt 4U thôi, nó chỉ có 83 gram thôi, khá là nhẹ. 83 gram. Đây là một cây vợt khá là nhẹ.
Độ cứng của con này là 4 trên 5. Dòng turbo thì thường nó sẽ thiết kế là cứng để giúp cho đường cầu nó ổn định và chính xác. Điểm cân bằng là 308, đầu của con này cũng khá là đầm. Đây là một cây vượt thiên về tấn công cho mọi người. Tuy nhiên, về dòng turbo thì nó có một đặc điểm, đó là thủ cũng rất là tốt và đánh cầu tốc độ rất là nhanh, đánh cầu ngang và dứt điểm nhanh. Thì cây vợt này nó gắn liền với chữ nhanh, đó là xoay chuyển linh hoạt, nhanh, thủ thủ tốt. Dòng này là dòng, nếu mà về thủ tốt nhất trong ba dòng thì Turbo Checking là dòng thủ thiên về thủ nhất, thủ tốt nhất và thiên về thủ và thiên về nhanh cũng như là dứt điểm nhanh. Riêng với cây vợt này đầu nó đầm nhé, đây cũng là một cây vợt khá là nặng đầu, điểm cân bằng nó lên đến 308 cơ, khá là nặng đầu và cạnh nó rất là vát, nên là cây vợt này nó sẽ thích hợp cho anh em đánh theo kiểu đánh đập điểm chứ không phải đánh kiểu lực nhiều, mà là đánh dứt điểm nhanh và gõ điểm. Anh em nào mà có khả năng gõ điểm tốt thì đánh cây này rất là tốt. Cây vợt này là cây vợt nhanh, nhanh và nhanh, Hùng xin nhắc lại nó là vợt nhanh. Và cây vợt này là một cây vợt 4U nên là nó cũng sẽ không nặng và cũng khá là linh hoạt cho mọi người. Dòng này cũng rất là toàn diện, dòng turbo là rất là toàn diện. Và đây cây vợt này bên Trung Quốc bán 5-6 triệu một cây mọi người. 5-6 triệu. Hùng nhớ là giá gốc của nó rơi tầm 1.700-1.800 tệ. Nó tầm 5-6 triệu đó. Nhưng ở Việt Nam giá thì quanh 2 triệu Hùng bán. Đang có giá ưu đãi nha mọi người. Đang có giá ưu đãi. Và cây này khách nào mua cũng đều phản hồi rất là tốt. Cái đợt hàng trước thì về được rất là ít. Bên hãng về có 20 cây và Hùng gần như là Hùng lấy được hết. Thực ra bên hãng họ về đấy, họ không thông báo cho đại lý đâu, tại vì Hùng hay lên hãng nên Hùng thấy. Hùng bảo sao mẹ cây này rẻ dã man thế, tự nhiên trời ơi giá tốt thế. Hùng xin ôm hết luôn, thì đợt này nó về nhiều hơn rồi thì gọi là nó bớt hiếm hơn. Mọi người muốn biết giá con nào thì mọi người cứ nhắn vào trong page này. Đấy, Turbo Checking 80. Cặp đôi vận động viên Hưng Đức của Bắc Ninh cũng đang chơi, cả hai vận động viên nhé, Hưng Đức của Bắc Ninh cũng đang chơi Turbo Checking 80 này. Hưng Đức của Bắc Ninh, cặp đôi rất là nổi tiếng của cầu lông phong trào miền Bắc ấy. Mà thực ra là đôi đấy bây giờ là chuyên nghiệp rồi, bởi vì họ đã năm vừa rồi họ đánh giải toàn quốc thì họ cũng được giải ba đôi nam toàn quốc, thì bây giờ Hưng Đức cũng là một cặp đôi chuyên nghiệp rồi thì họ đang chơi cây Turbo Checking 80 này. Turbo 80, mọi người muốn biết giá cụ thể mọi người giúp Hùng nhắn tin vào page này nhé, bởi vì cái số lượng comment rất là nhiều nên là để mà Hùng mà tìm và trả lời comment lần lượt của từng người thì nó sẽ rất là lâu, thậm chí sang ngày mai ngày kia. Nên mọi người muốn biết chính xác, muốn sớm nhất nhanh nhất thì mọi người nhắn tin vào trong page, trong trang Facebook Sport Hùng Badminton này giúp Hùng nha. Mọi người giúp Hùng nhắn tin nha. Đấy, từ đây Hùng cũng khá bận, khá nhiều việc nên là mọi người giúp Hùng để Hùng tư vấn cho mọi người nhanh nhất, sớm nhất. Đây nha, 4U thôi ạ. Và tiếp theo là một cây vợt công thủ toàn diện. Và đây là cây vợt dòng Tectonic. Đây là cây vợt Tectonic 7. Tectonic là dòng vợt mới của năm 2020 này. Và công nghệ Tectonic đây, điểm vàng đây. Công nghệ Tectonic là công nghệ mới nhất của Li-Ning. Công nghệ Tectonic, nó đại loại nó sẽ miêu tả về công nghệ Tectonic này, tác dụng của nó luôn nhá, nói về tác dụng thôi. Cái chất liệu này thì nó được sử dụng trong động cơ, trong bệ phóng tên lửa. Cái này thì nói chung là nó cũng nói thì nói thế thôi chứ còn quan trọng nhất là nó có tác dụng gì. Cái chất liệu này này, carbon siêu dẫn. Thì cái Tectonic này nó, cái công nghệ này nó giúp cho vợt nó phục hồi nhanh hơn, giúp cho mặt vợt nó phục hồi nhanh hơn và đánh trả với tốc độ cao hơn, nhanh hơn. Nó sẽ tạo ra cái phản lực ở đây. Bình thường thì chúng ta đánh nó sẽ có những điểm phản lực ở vùng cổ vợt này thì nó mới phản lại, nhưng công nghệ Tectonic thì nó tạo ra phản cái điểm này, nó có khả năng phục hồi nhanh và nó trả lực ấy, nên là nó sẽ mang cho chúng ta cái tốc độ đánh trả cầu ngược lại nó nhanh hơn. Đấy, mọi người hiểu về cái công nghệ Tectonic là như thế. Còn về cây vợt này thì đây là cây vợt Tectonic 7,
cũng là dòng cao cấp đít đen. Cái vật này bên Trung Quốc bán cũng là 5-6 triệu thôi. Hùng nhớ là giá khoảng 1.800 tệ. Thì khoảng 1.700-1.800 tệ nó cũng tương đương với cây Turbo 80. Nhưng đây là cây vượt công thủ toàn diện. Công thủ toàn diện và trình độ khá trở lên thì nên chơi. Cây này thì không cứng bằng cây Turbo 80. Thân thì nó sẽ dẻo hơn cây Turbo 80 và dễ chơi hơn. Khối lượng con này nó là 84g, cũng là vượt 4U nha mọi người. Tương đối nhẹ và điểm cân bằng là 295. Thì 295 chính là một cây vượt cân bằng thôi. Leaning điểm cân bằng từ khoảng 290 đến 295 sẽ là một cây vượt cân bằng. Đấy. Cây vượt này thì nó khá là nhẹ và linh hoạt. Dành cho anh em nào đánh, người đánh nó kinh nghiệm. Mà người đánh nó kiểu nhiều đường cầu, nó đánh linh hoạt ấy, lối đánh toàn diện ấy. Có nghĩa là anh em nào kỹ thuật tốt một chút, vừa đánh lưới, vừa thủ, vừa công, thích hợp lối đánh công thủ toàn diện. Nói chung thế, Tectonic 7 ra nó cũng chỉ quanh 2 triệu thôi. Cái vật cao cấp, nói thật với mọi người, chứ bình thường Leaning Deep Den này mọi người mua ít nhất cũng phải trên 3 triệu. Đấy. Nhưng mà đợt này có hai cây này dáng quá ngon luôn ấy. Nếu mọi người không tranh thủ với cơ hội này thì sau này những cây vợt này có thể những lô hàng sau nó sẽ đắt hơn, nó sẽ được bán, được nâng giá lên. Bởi vì những lô hàng này được đặt đợt Covid-19 ấy, nên là bên hãng Trung Quốc họ cũng có trợ giá đấy mọi người. Tất cả những lô hàng từ giày vợt đến đặt đợt Covid-19 về thì đều có trợ giá hết, nên là nó mới được mức giá tốt như vậy. Cũng nghĩ là sau này khi mà nói chung là Covid nó hết thì cũng chắc cũng lâu, nhưng mà sau này thị trường ổn định lại thì để mua được những cây vượt cao cấp này thì mọi người phải bỏ ra trên 3 triệu ấy. Đấy, Tectonic nhá, là một cây vượt công thủ toàn diện nhá, rất là linh hoạt, phù hợp với các bạn trình độ khá trở lên, các bạn trình độ trung bình thì không nên chơi. Tectonic, công nghệ mới nhất của Leaning. Đấy, rất là nổi tiếng cây này. Lúc nãy thì có bạn hỏi Hùng là cây Tectonic 7C. Thì cây Tectonic 7C thì Hùng cũng, đợt này Hùng cũng không nhập. Bởi vì những dòng cao cấp thì Hùng cũng hạn chế nhập ít hơn, những cây nào ưng nhất thì Hùng nhập cây 7C ấy. Thì nó cũng là công nghệ Tectonic và nó cũng là dòng vượt này và giá nó cũng bằng cây này thôi. Tuy nhiên 7C là một cây vượt thiên về tấn công. Một cây vượt tấn công cũng rất là tốt, 7C là một cây vượt tấn công rất là tốt. Và cây 7C thì nó nhìn như này, nhưng mà nó phần bên dưới nó sẽ đen hết, có nghĩa là cả khung vượt nó màu đen. Còn cây này thì trắng đen. Còn có cây Tectonic 7D thì nó là trắng hết. Đấy. Thì cây này là trắng đen, là Tectonic 7. Cây 7C thì trước Hùng cũng có bán, và cây đấy là một cây vượt tấn công khá là mẫu mực, nhưng tuy nhiên thì nó hơi nặng, nên là có một số trường hợp mà Hùng bán thì khách đều phải pass lại. Đấy là một cái vấn đề lo ngại. Nên là Hùng cũng thôi, Hùng quyết định chọn cây Tectonic 7 Hùng nhập, chứ Hùng không nhập 7C. Ngày trước là Hùng nhập 7C và nó, nói chung là cây 7C nếu mà mọi người mua thì mọi người cổ tay tốt thì mọi người mới nên chơi. Bởi vì đấy một cái vợt khá là nặng, khá là chịu tay đấy ạ. Thì dĩ nhiên là Tectonic 7C, C là chữ combat ấy, thì nó tấn công rất là tốt, tấn công rất là tốt. Nhưng mà ngược lại thì nó yêu cầu mọi người cổ tay phải tốt. Đó. Đó là tất cả những cây vợt ngày hôm nay Hùng giới thiệu đến mọi người. Có 8 cây vợt rồi nha mọi người. Và xin lỗi mọi người vừa rồi thì Hùng nói chung là họng Hùng nó đang bị Hùng đang bị ốm, đang bị rát họng, đang bị viêm họng, nên là mọi người nghe không rõ, hoặc là trong quá trình live stream mà Hùng ho thì mọi người thông cảm nhá. Đấy, 8 cây vợt mà Hùng giới thiệu mọi người đều là những cây vợt mà Hùng chọn lọc với kiến thức, với hiểu biết của Hùng, cũng như là trải nghiệm của bản thân Hùng, và đặc biệt là những cái phản hồi của những khách hàng đã mua. Và Hùng tư vấn và lựa chọn cho mình những cây vợt, nó có 3 dòng là công thủ toàn diện, dòng vợt nhanh và dòng vợt thiên về tấn công. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ live stream của Hùng. Và bây giờ trước khi kết thúc cái live stream này thì nếu mọi người muốn tương tác với Hùng tí, chúng ta hãy comment số 2 để chúng ta chào nhau, và Hùng sẽ chúc mọi người ngủ ngon một chút được không ạ? Xin chào ai comment 2 Hùng nào. Chúng ta comment 2 chào tạm biệt nhau cái nhá. Giới thiệu với anh em luôn là bên Hùng giày đợt này cũng về rất là nhiều mẫu ngon, khuyến mãi toàn 40-50% thôi, và có thể nói là giảm giá sâu nhất trong năm. Bây giờ cũng cuối năm rồi,
Mẫu rất là ngon. Nếu anh em nào mà có vợt rồi và muốn mua giày thì cũng liên hệ Hùng. Anh em nào có hết rồi thì hãy giúp Hùng giới thiệu đến những anh em bạn bè trong câu bộ. Mua bên Hùng, hàng chất lượng, đảm bảo chính hãng chất lượng, giá rẻ, tiết kiệm chi phí. Đấy, người bán hàng có tâm. Người bán hàng có tâm. Ok, xin chào. Hello anh Trương Tuấn Dũng. Em cảm ơn anh theo dõi livestream và chúc anh ngủ ngon nhá. Goodbye anh Nguyễn Hưng nha. Chúc anh ngủ ngon. Goodbye thằng em Dương Trung Đức nha. Xin mọi người đấy, vận động viên Dương Trung Đức ấy. Dương Trung Đức của Bắc Ninh. Đức con đúng không em nhỉ? Phải Đức con không? Chuẩn Đức con rồi. Đức con chính là tay vợt đánh Turbo 80 đấy ạ. Tay vợt Hưng Đức Bắc Ninh làm mưa làm gió trên cầu lông miền Bắc. Tay vợt nổi tiếng hàng đầu cầu lông miền Bắc, trước kia là phong trào nhưng bây giờ thành chuyên nghiệp rồi. Đi đánh giải quốc gia nên là đâm ra là cuối cùng các giải phong trào hai anh em lại không được cặp với nhau. Tách cặp ra thì nhiều khi lại không được mạnh lắm. Em chào anh Phát Đờm, xin chào anh Dương Khuê, anh Phát Bờm nha. Chúc mọi người ngủ ngon, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Em chúc anh Nguyễn Bằng ngủ ngon, anh Nguyễn Bằng nhắn tin cho em để nhận quả bóng tập cổ tay đã trúng mini game nha. Anh Nguyễn Bằng chia sẻ rất nhiệt tình ạ. Xin chào anh Việt Phạm, chúc anh Việt Phạm ngủ ngon. Xin chào anh Đức Hoàng, xin chào anh Vũ Toàn, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Thế rồi Hùng xin phép nha. Goodbye anh Dragon, chúc anh ngủ ngon. Em chào anh Trung Vũ Việt. Em giới thiệu mọi người, anh Trung Vũ Việt cũng là khách mua cây Tectonic 7 bên Hùng mà cũng có đánh giá. Nó cây vợt cũng tương đối là nhẹ và đánh khá là toàn diện, công thủ đều rất là ok. Đấy thì trình độ tay gọi là khá khá một chút là có thể chơi được cây Tectonic 7 rồi. Ok anh Vũ Đức Trung nha. Bây giờ mua vợt mua giày là không có gì chuẩn bằng rồi. Thời điểm rất là đẹp, nhiều mẫu mã lựa chọn và đều là mức giá rất là ngon. Có thể là thời nói là thời điểm sắm đồ cầu lông tốt nhất trong năm đấy ạ. Xin chào anh Kiệt nhé, chúc ngủ ngon. Em chào chị Hồng Đỗ, chúc chị ngủ ngon. Goodbye anh Vũ Toàn, anh ngủ ngon nha. Anh Phong Đức ngủ ngon nha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại livestream tiếp theo của Hùng. Bye bye.